Được chưa nào? Đấy, rất là nhiều điều tuyệt vời luôn sẽ chuẩn bị chia sẻ trong cái video tuyệt vời này. Mỗi một tối chúng ta sẽ làm việc với nhau 30 phút thôi nha anh chị nhá. 30 phút thôi. Ok, rồi đã đến giờ rồi. Như này, cái thời chúng ta nhìn những anh chị em nào đã từng giao dịch ở trên thị trường như ngày hôm nay. Như ngày hôm nay chúng ta thấy điều gì? Như ngày hôm nay chúng ta thấy điều gì ạ? Như này nhá. Buổi chiều nếu mà trên thị trường kim loại quý của thị trường kim loại quý là tôi phân tích cụ thể một thị trường nhá. Nó mang tính giống nhau. Tôi phân tích ở trên một thị trường, cái thị trường mà dễ phân tích nhất đó là thị trường mà có khối lượng giao dịch lớn nhất. Thị trường có khối lượng giao dịch lớn nhất là mọi người trong quá trình mọi người nghe nhá. Quá trình mọi người nghe có những từ khóa nào mọi người có thể comment trong bên dưới, có những cái nội dung chính nào mọi người comment trong bên dưới để khi chúng ta nghe lại thì chúng ta không mất quá nhiều thời gian, được chưa ạ? Và chúng ta muốn review nghe lại chúng ta chỉ mất 5 phút để nghe một cái video 30 phút thôi. Nào chúng ta hãy comment trong bên dưới, đấy là cái cách học đấy ạ. Nào mọi người hãy comment nhá, những cái nội dung chính, đây nội dung đầu tiên. Nội dung đầu tiên này. Thứ nhất là quan tâm, bây giờ tôi chia sẻ ở trên một thị, ở các thị trường nó đều giống nhau nhưng tôi phân tích ở trên một thị trường. Thị trường nào có khối lượng giao dịch lớn nhất thì quan tâm. Được chưa? Làm chúng ta làm cái nơi để chúng ta cơ hội chúng ta kiếm tiền. Thứ nhất là thị trường nào có khối lượng giao dịch lớn thì thị trường giao dịch lớn có mấy thị trường? Một là thị trường chỉ số S&P 500. Hai là thị trường kim loại quý, kim loại quý đây đặc trưng là vàng. Cái thứ hai là cái chỉ số đô index, được chưa nào? Cái tiếp theo là cái cặp tiền tệ này là một trong những cặp mà nó cũng có khối lượng giao dịch rất là lớn. Đó là cái cặp tiền tệ euro đô, nó chiếm đến tỷ trọng là hơn 30% đến 35-36% tổng cái kim ngạch hoán đổi tiền tệ trên toàn cầu. Cho nên là những cái thằng như vậy nó có khối lượng rất lớn, cho nên mình phân tích của những thằng lớn thôi. Còn những thằng nhỏ, những thằng bé quá, khối lượng bé quá thì mình không quan tâm, tập trung vào những thằng lớn, được chưa nào? Thế vậy ở đây tôi tập trung vào thằng lớn là thằng kim loại quý, là phân tích ở trên thằng gold, được chưa nào? Những anh chị em nào nghe đến nội dung chính có thể comment xuống phía dưới. Tập trung vào thằng gold thì chúng ta nhìn thấy buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay thì nó loanh quanh giá, nó ở ngưỡng loanh quanh giá ở ngưỡng khoảng 1290 đô một ao. Buổi chiều ngày hôm nay, buổi sáng ngày hôm nay quanh quanh khoảng một ngưỡng là buổi chiều là 1288 đô một ao. Đấy, quanh khoảng ngưỡng 1288 đô một ao. Và chúng ta quan sát thấy là ngày cách đây 10 ngày trước thì tôi có phân tích là ngày 29 tháng 3 cộng trừ 1 là ngày điểm xoay của thị trường. Thế vậy là nó đã diễn ra sớm một ngày, đó là diễn ra vào ngày 28 tháng 3, làm cho giá kim loại quý bị bán tháo giảm từ 1312 đô một ao mà rơi về điểm thấp nhất của ngày hôm nay là 1286 đô một ao. Và nó rơi về ngay từ tối hôm qua quanh khoảng 1290 và nó đứng nguyên ở quanh khoảng 1290 cho suốt từ đêm hôm qua, đứng nguyên ở đó đến tận mãi chiều hôm nay. Và trong chiều hôm nay thì nó sẽ vọt lên cái nhịp rất là mạnh, vọt lên 10 giá từ 12 hơn 10 giá, từ 1287 vọt lên tận sấp xỉ 1300. Thế vậy điều gì diễn ra làm cho giá nó vọt lên trong vòng khoảng 3-4 giờ đồng hồ lên tận những 11-12 giá như vậy? Đấy là cái điều chúng ta cần quan tâm. Điều gì mà nó vọt lên mạnh như vậy? Vọt lên tận mười mấy giá trong vòng có vài tiếng đồng hồ. Thế có cái điều gì diễn ra ở đây? Chúng ta quan sát 3-4 ngày trước, giá bị bán giảm từ điểm cao nhất đó là 1324 đô một ao. Bán giảm từ điểm cao nhất, bán xuống, cái nhịp bán từ đỉnh 1324 bán xuống. Và toàn bộ những cái lệnh bán khống cộng với những lệnh chốt trạng thái, gọi là những lệnh chốt, lệnh mua, họ mua từ dưới mua lên và đến quanh khoảng 1324 họ bắt đầu bán ra, cộng với những cái trạng thái bán khống bán từ 1324 bán xuống, và những cái lệnh bán đó đến quanh khoảng hết ngày hôm qua là ngày 28 đến hôm nay là ngày 29 là ngày cuối cùng của quý của tháng, ngày giao dịch cuối cùng của quý của tháng cũng là ngày cuối tuần. Và các quỹ đầu tư thì họ thường hay tất toán để chốt, có là một phần tất toán những cái trạng thái một phần, và đến cái khu vực hội tụ kỹ thuật là tôi đang kỳ vọng là 1283 1284, đấy là mức hội tụ kỹ thuật. Anh chị em có thể nghe comment xuống lại các mức 1283 1284, đấy là mức hội tụ kỹ thuật. Ở trong group kín tiền về mỗi ngày buổi chiều ngày hôm nay tôi có đăng lên đó một cái video, mọi người có thể nhìn thấy cái mức vào thị trường của tôi, đúng không ạ? Buy limit ở 1283 đó, đấy là cái mức. Thế vậy là ở tại quanh khoảng 1290 1289 trong vòng vài tiếng vọt lên, bởi vì là
họ tất toán trạng thái bán. Nào hãy comment trong cái từ là chốt trạng thái. Nào hãy comment trong dưới đi. Họ đây là các quỹ chốt trạng thái. Nào hãy comment xuống cái dưới là các quỹ chốt trạng thái được chưa nào? Các quỹ chốt trạng thái, họ chốt trạng thái có là họ thứ nhất là cái lệnh bán từ trên bán xuống, hai là cái lệnh bán khống từ 1324 bán xuống và cái trạng thái nó vẫn duy trì thì giá nó vẫn còn nằm im như hôm qua cả đêm qua đến cả ngày hôm nay nó nằm im quanh khoảng 1290 cho đến khi bắt đầu vào cuối phiên Á. Cuối phiên Á là rơi vào từ 14 giờ cho đến 16 giờ đến 17 giờ là cuối phiên Á và bắt đầu chuyển vào dịch gần sang phiên Mỹ thì các quỹ bắt đầu chốt trạng thái cũng là họ đóng cái lệnh bán, chốt lệnh bán khống thì đồng nghĩa bằng với một việc là lệnh mua vào đấy, bán khống thì bằng một lệnh mua vào. Bán khống ở đây có nghĩa là chốt lệnh bán khống có nghĩa là gì, là người ta mua lại ở giá thấp để người ta trả lại cái hàng người ta đã mượn ở giá cao mang ra bán khống, được chưa? Có nghĩa là chốt trạng thái bán, chốt trạng thái sell, chốt trạng thái lệnh sell thì đồng nghĩa bằng một lệnh là mua vào, làm cho đồng loạt chốt trạng thái ở cái quanh khoảng ngưỡng 1290 làm cho giá nó đột ngột dâng vọt lên. Đột ngột dâng vọt lên đến lúc quanh ngưỡng 1300 thì nó lại chạm vào ngưỡng tâm lý của nhà đầu tư. Quanh 1300-1300 là quanh ngưỡng tâm lý, những cái ngưỡng chẵn 1300-1400-1200-1100 đấy là những cái ngưỡng mang tính tâm lý của nhà đầu tư. Và khi mà giá nó vọt lên đến cái ngưỡng chặn đấy rồi thì lại gặp phải những cái lực bán khống đã treo sẵn như ở đấy. Ví dụ như hôm nay của tôi treo sẵn cái lệnh bán khống là 1301, nhưng vì hôm nay buổi tối nay tôi phải giảng bài cho nên tôi không nhìn vào máy tính được, cho nên cái lệnh của tôi nó thiếu có một xíu nữa thôi, thiếu mất một giá nữa thôi là khớp được cái lệnh bán đó. Rất là hơi tiếc một chút nhưng không sao cả. Cái lệnh của tôi nó vẫn còn một cái lệnh bán dài tít ở trên chiều xuống, tôi chưa chốt. Và nếu như hôm nay nó chỉ cần nhích lên một chút nữa thôi là lên 1301 thì cái lệnh bán đó của tôi sẽ được khớp, để được khớp được cái lệnh 1301. Đấy, thế vậy là cuối quý, cuối tháng, đặc biệt là cuối quý, những cái ngày giao dịch cuối quý thường là nếu các bạn nghe và ghi này, nếu trước đó vài ngày mà lệnh bán là chủ đạo. Nếu trước đó vài ngày lệnh bán là chủ đạo thì rơi vào ngày cuối quý, cuối tháng, thường là cuối quý thì các quỹ thường hay diễn ra cái việc là chốt trạng thái, gọi là chốt lệnh sell và làm cho thị trường nó phục hồi lên. Mặc dù dòng tiền vẫn bị rút ra nhưng mà giá đột ngột tăng vút lên, đấy là do gì? Chốt trạng thái lệnh sell. Nó chỉ đơn giản đó là chốt trạng thái lệnh sell mà thôi, đúng không ạ? Chốt trạng thái lệnh sell. Đấy. Thế vậy là chúng ta, nhiệm vụ chúng ta là gì? Dùng hội tụ kỹ thuật. Nào hãy comment bên dưới. Dùng hội tụ kỹ thuật để tìm ra các cái ngưỡng kháng cự phía trên để chờ lệnh bán sẵn ở đó, treo sẵn sell limit ở đó. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên. Cảm ơn bạn, hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Biên xin cảm ơn bạn. Nào dùng comment này, dùng hội tụ kỹ thuật, dùng cái phương pháp bí truyền của tôi. Dùng cái phương pháp của tôi là phương pháp truyền nhiều đời và tôi là đời đầu tiên. Đấy, phương pháp hội tụ kỹ thuật là phương pháp gia truyền nhiều đời và Phạm Thành Biên là đời đầu tiên. Phương pháp hội tụ kỹ thuật là phương pháp gia truyền nhiều đời, Phạm Thành Biên là đời đầu tiên. Đấy, thế vậy là chúng ta dùng hội tụ kỹ thuật để tính ra cái ngưỡng quanh khoảng 1301, 1300. Của tôi hôm nay tôi để đúng 1301 thì nó thiếu một xíu, còn nếu để 1300 thì là gần khớp. Đấy. Thì để tính cái độ điểm hội tụ kỹ thuật và chúng ta treo lệnh bán tự động. Được chưa nào? Dùng hội tụ kỹ thuật để tính điểm hội tụ phía trên để bán tự động, được chưa nào? Đấy là cái bí kíp mà khi chúng ta làm việc ở ngày cuối cùng của quý. Cuối cùng của quý là thường các tổ chức là hay chốt trạng thái, tất toán trạng thái để người ta đóng tất toán sau mỗi quý làm việc. Thì lúc đấy là gì? Cái lệnh đang, nếu như từ trước đấy mấy hôm mà lệnh giảm xuống thì đến đúng buổi tối cuối cùng đấy là thường tất toán lệnh sell thì làm cho nó vọt lên. Còn nếu trước đấy 4 5 ngày, 1 tuần trước đấy mà giá nó đi lên này, có nghĩa là gì? Giá nó mua vào lên này thì cái ngày cuối cùng, dùng ngày cuối cùng của tháng thì nó lại hay xuất hiện lệnh bán làm cho bán cái giá nó vọt xuống như này. Thì lúc đấy mình phải tính hội tụ kỹ thuật, mình tím ở điểm ở dưới này và mình đặt buy limit, đúng không ạ? Đặt buy limit để là gì? Khi nó rơi, nó chốt trạng thái đột ngột, nó rơi xèo phát xuống này cái, gặp phải hội tụ kỹ thuật là nó sẽ khớp lệnh buy của mình và nó lên tiếp. Ok chưa nào? Ok, gặp phải lệnh ngưỡng này và nó hội tụ kỹ thuật và nó lên tiếp. Nào, nó có hai ý nhá. Thế vậy là trong cái buổi ngắn ngủi chia sẻ này, tôi chia sẻ cho mọi người cái thông tin đó là ngày cuối cùng của quý, nếu như ngày đó là ngày giao dịch,
ngày cuối cùng của quý, nếu như nó giao vào thứ bảy chủ nhật thì thôi không nói gì, nhưng mà ngày cuối cùng của quý có thể ngày giao dịch nó là ngày hôm nay là ngày 29, nó không phải là ngày cuối cùng của tháng, nhưng nó là ngày cuối cùng giao dịch, nó rơi vào tối thứ sáu, nó lại rất là tuyệt vời, nó lại rơi vào cuối tuần, ngày giao dịch cuối cùng của tháng của quý. Cho nên chúng ta cả 3-4 ngày trước, cả 1-2-3 ngày trước là bị đè xuống, bán xuống, bán khống, và ngày hôm nay là ngày cuối cùng thì chúng ta chỉ chờ nó vọt lên, chờ nó tốt tấm trạng thái nó vọt lên, và chúng ta tính ở cái ngưỡng vọt lên để treo lệnh bán tự động, bán khống tự động. Ok chưa? Còn như lần cái chu kỳ quý trước là nhịp nó tăng lên, cái cuối quý 4 của năm 2018 ấy, cuối quý 4 là nhịp nó tăng lên. Đấy, cuối quý 4 này, cho mọi người xem lại cái ngày đấy, nó chính xác ngày luôn nhá. Đấy, cuối quý trước là cuối tháng 12 ấy. Mọi người xem lại cái lịch sử cuối tháng 12, đây rồi, đây, thì nó có tất toán, nó tất toán nhẹ cuối tháng 12 đây rồi. Đấy, thì trong cái phiên ngày mùng 4 tháng 1 là cái phiên mở cửa trở lại, là cái phiên đấy giảm một phát là mấy giá đây, đợi tôi tí rồi, 1297 đây, 1297 xuống 1275 của cái ngày đầu tiên sau khi cái quý 4 của năm 2018, ngay cái phiên đó là nó giảm một cái, là giảm gần 20 giá, từ 1297 giảm, vẽ xin lỗi, 22 giá đây, chính xác luôn là bao nhiêu giá đây, chính xác 23 giá. 1298 giảm về 1275, đấy là cái ngày mà nó tất toán, nó làm cho giá giảm một xuống một phát, xong đấy bắt đầu lại khớp cái lệnh buy của mình chờ sẵn đấy, buy lên, được chưa nào? Thế vậy là nó sẽ có hai kịch bản. Kịch bản một, nếu trước đấy là nhịp tăng trưởng, trước đấy là nhịp tăng trưởng thì gặp cuối quý thì nó hay xuất hiện lệnh chốt của lệnh bán bằng việc bán ra, làm cho giá giảm xuống. Việc của mình dùng hội tụ kỹ thuật tính ra cái hội tụ hỗ trợ và đặt buy limit, đặt buy tự động. Còn nếu mà trước của cái cuối quý mà là nhịp giảm như này thì lúc đấy là gì, mình hạn chế mua lên, bởi vì nhịp giảm vẫn giảm tiếp, không mua ngược sóng, mà chúng ta chỉ tính đúng sóng, mình làm theo xuôi sóng thôi, tính hội tụ kỹ thuật ở phía trên này để chờ khi họ chốt trạng thái, giá nó bật từ đây bật lên đây, bật lên đây, và khớp cái lệnh bán của mình, và từ đây tất cả lại đi xuôi dòng sông đi xuống. Ok, anh chị em đã nghe, đã hiểu cái này không ạ? Nếu anh chị em nghe mà hiểu thì hãy comment là đã hiểu. Còn anh chị em nào chưa hiểu, comment chưa hiểu, lát nữa tôi sẽ giải thích riêng, được chưa nào? À, ok, nếu anh chị em nghe cái video này, cái nguyên lý này đã hiểu thì comment xuống phía dưới đã hiểu đúng không ạ? Nếu đã hiểu thì comment đã hiểu. À, rất thú vị đúng không nhỉ? Mỗi một hôm một chủ đề. Đấy. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Viên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.